Xin được kính chào cả nhà. Hôm nay thì đã có chương trình mới, có bảng giá mới cho TV Samsung, LG và Sony. Trong đó có 3 phân khúc rất là thú vị và 3 phân khúc này là phân khúc mà bán rất là chạy. Thứ nhất là phân khúc màn hình phủ chấm lượng tử, mà của bên Samsung thì chúng ta có dòng như là Q60, Q70. Và bên LG thì chúng ta có dòng Nano, đó là Nano 76, model mới 2022 này. Và bên Sony thì chúng ta sẽ có model X80K và X85K. Và một cái phân khúc thứ hai nữa mà rất nhiều khách hàng quan tâm, cũng như là một trong những phân khúc mà có cấu hình khá là ổn, đó là phân khúc mà LED Full Array, đó là model X90K của Sony, đúng không ạ? Model này rất là hot. Và bên Samsung thì chúng ta có model Q80B và cả Q80A, nhưng mà Q80A thì hiện tại bây giờ chỉ còn mỗi kích thước 65 thôi. Thế còn Q80B thì chúng ta sẽ có đầy đủ các kích thước hơn, tại vì đây là model mới 2022. Và một phân khúc cuối cùng đó là phân khúc mà TV gọi là cao cấp một chút ấy. Đó là dòng X95K của Sony và một số những dòng Neo QLED của bên Samsung. Đây là dòng gọi là mini LED, đúng không? Dòng cao cấp hẳn. Thì hôm nay em sẽ bắt đầu báo giá mới mọi người nhé. Chương trình hôm nay thì sẽ có rất nhiều model mà mức giá khá là sốc đấy. Đặc biệt là một số cái phân khúc mà nằm ở cái kích thước 65 inch ấy. Thì model đó, kích thước đó thì rất nhiều hãng sẽ có chương trình mới và giá khá là sâu. Đầu tiên là phân khúc thấp, là phân khúc mà phủ chấm lượng tử. Như em vừa nói thì bên Samsung chúng ta sẽ có dòng như là Q60 và Q70, đúng không ạ? Thì Q60 và Q70 thì sẽ có hai dòng, một là dòng của 2021. Thì em vẫn khuyên khách hàng, nếu như mà đối với sản phẩm của Samsung ấy, mà chúng ta lựa chọn được các dòng TV của 2021 mà vẫn còn hàng nguyên hộp, hàng còn nguyên bảo hành, em cơ bản thì chắc chắn rằng là các đơn vị nếu như họ chưa kích thì vẫn còn nguyên bảo hành thôi, mà hàng vẫn nguyên hộp còn mới, thì mọi người nên chọn 2021 vì giá nó tốt hơn rất là nhiều. Và cái cấu hình thì năm nay 2022 thì nó cũng không thay đổi nhiều lắm đâu. Thì ví dụ như là Q60 chúng ta vẫn còn dòng 55 inch, đúng không ạ? Ví dụ như là 55 inch của Q60A nhé, 2021 thì hiện tại bây giờ giá nó chỉ rơi vào có 13.800.000 thôi, đúng không ạ? Thì nó rẻ hơn rất là nhiều so với model của 2022. Và Q70A thì cũng còn 55 inch. 55 inch thì Q70A sẽ là 14.900.000. Và Q70A thì tất nhiên là tần số quét sẽ tốt hơn, xem hình ảnh thì sẽ trong và cái chuyển động nó mượt hơn một chút. Thì nếu như mà người cố lên thì mua Q70A. Thế còn nếu như mà ở các địa phương, ở các khu vực của chỗ các bác ấy mà không còn cái dòng A này nữa thì bắt buộc phải chọn dòng B. Dòng B thì hiện tại hôm nay bên em sẽ chạy chương trình mới, thì giá sẽ là, thứ nhất là Q60B. Giá ngày hôm nay thì đối với kích thước 55 inch thì hôm nay sẽ là 14.800.000 mọi người nhé. Như vậy là sẽ đắt hơn 1.000.000 so với lại model của 2021, đúng không ạ? Và 65 inch Q60B thì giá ngày hôm nay sẽ chạy tròn là 18.000.000. 18.000.000 cho 65 Q60B. Và 75 inch thì ngày hôm nay sẽ là 28.200.000 và được tặng thêm một cái loa tháp MXT40, đó là Q60B. Sang Q70B thì Q70B 55 inch thì giá ngày hôm nay sẽ là 17.100.000. 17.100.000. 55 inch này, 65 inch thì giá hôm nay sẽ là 20.300.000. Và 75 inch thì giá hôm nay là 30.800.000, được tặng kèm theo một cái loa MXT40. Đó, đây là giá của dòng Q70. Và tất nhiên rằng là còn một số kích thước nữa nhá, chẳng qua là em không đọc hết thôi, vẫn còn kích thước nhỏ hơn như là 43 hoặc 50, hoặc là một số kích thước như là 85 mình cũng có, nhưng mà những kích thước đấy thì không thông dụng lắm nên là em không đọc nhiều. Và trong thời gian khi em làm báo giá này thì cũng em sẽ quảng cáo một chút cho cái sản phẩm mà em đang sử dụng, thấy nó khá ổn ở đây, đó là dòng máy hút bụi. Thì trong thời gian em vừa đọc báo giá vừa làm chương trình ở trên máy tính thì em sẽ cho cái máy lau nhà hút bụi này nó tự hoạt động. Cái máy của Nebot và mẫu em đang sử dụng ở đây là mẫu N2L, nó sẽ tự hoạt động và nó tự chạy thôi. Thông thường thì cứ khoảng tầm 2 ngày em sẽ lại để cho nó chạy một lần, thì nó sẽ tự dọn dẹp, tự lau. Và cái chương trình của máy hút bụi Nebot này thì hôm nay giá đã xuống cũng hơn rất là nhiều đấy. Hôm trước thì lúc em bán, em chạy thì là khoảng 6.000.000, đúng không? Bây giờ thì nó có chương trình
mua online với khoảng chỉ còn về khoảng 54 thôi. Đó, em có để link sản phẩm ở trong phần mô tả của video nhé. Hoặc là mọi người có thể vào cái website trên màn hình này. Thì với con robot này thì tất cả đều kiểm soát tự động hết rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể thao tác và cài đặt lịch làm việc ở trên điện thoại thứ rất là nhanh, cơ bản như vậy. Và model này thì bảo hành là 1 năm và lỗi 1.1 trong vòng 30 ngày. Mọi người có thể tham khảo trong cái link em để trong phần mô tả của video nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với model của bên LG là model Nano 76. Thì đây là một model, nói thật là model này thì cũng không có cải tiến quá nhiều so với lại model của đời 2021. Và cái chip cũng như là bộ xử lý thì em thấy là nó ở mức rất là thấp. Nói chung là cũng không phải là quá hoàn hảo. Nếu sự lựa chọn hoàn hảo nhất thì mọi người nên chọn các dòng như là Nano 86 trở lên. Nhưng mà rất tiếc thì Nano 86 đời 2021 hiện tại bây giờ thì chỉ còn kích thước 50 inch thôi. Còn 55 inch ở bên em thì không còn. Không biết là các tỉnh khác hoặc là các đơn vị khác thì còn không, nhưng chỗ em thì không có mọi người nhé. Thì em cứ báo model Nano 76 nếu như khách hàng nào thích LG, thích sử dụng chuột bay. Và đây cũng là model mới nhất của LG năm nay rồi. Thì Nano 76 giá ngày hôm nay thì sẽ là 50 inch thì giá ngày hôm nay sẽ là 13.400.000 này. Và 55 inch thì giá là 14.600.000. Và 65 inch thì hôm nay sẽ là 17.800.000. Đó, đây, 65 inch. 75 inch kích thước lớn nhất là 27.5 triệu. Đây là model Nano 76. Còn nếu như mọi người cảm thấy model này về cấu hình LED viền này, cái LED này mà nó hơi thưa và mọi người muốn có một cấu hình nó nhỉnh một chút. Tất nhiên là em về hãng thì nói rằng là nó cao cấp hơn, nhưng mà thực tế thì em thấy là nó cũng sự khác biệt với nhau không quá lớn. Đó là cái dòng QNET. Mà trước đây thì đối với LG thì dòng này sẽ là mini LED. Thế nhưng mà model QNET 80 này thì nó cũng chưa phải là mini LED đâu. Thì nó có hai mẫu đang bán trên thị trường là 55 inch cái QNET 80 thì giá hôm nay đã rơi vào 17.800.000. Và cái 65 QNET 80 thì giá ngày hôm nay sẽ là 21.200.000. Đó là dòng QNET 80 đấy nhá. Giá nó cũng thay đổi rồi đấy, nó cũng xuống khá là nhiều. Có model thì nó cũng giảm đến cả triệu, đúng không ạ? Có model giảm rất nhiều. Và đối với Sony thì có cái dòng bán rất là chạy, đó là dòng X80K. Thì hôm nay dòng X80K này nó cũng điều chỉnh hơn một chút. Ví dụ mọi người thấy rằng là 65 inch hôm trước là nó vẫn khá là cao, đúng không ạ? Nó vẫn khoảng tầm 20. Thì hôm nay thì nó hơn 20 chứ. 65 inch X80K thì hôm trước nó hơn 20. Hôm nay thì nó sẽ về là 65 X80K thì giá hôm nay sẽ là 19.500.000 mọi người nhé. Nó giảm xuống còn 19.500.000 này. Model 55 inch thì nó cũng giảm một chút. Ví dụ như là 55 X80K giá ngày hôm nay đưa về kịch khung là 15.700.000. 15.700.000 đúng không ạ? Đấy là 80K. Giá này là giá sẽ chạy thông thường mọi người nhé, không phải là giá chương trình khuyến mại. Tức là giá này thì sẽ chạy không bị hạn chế thời gian, cũng không bị hạn chế số lượng. Thế còn những cái chương trình nào mà hôm em thông báo là chỉ chạy khoảng 2-3 ngày chẳng hạn ấy, thì những chương trình đấy sẽ bị hạn chế. Còn chương trình này thì không, chương trình này sẽ chạy mặc định. Và nó chạy đến bao giờ mà khi có bảng giá mới thì thôi. Hoặc là có chương trình đặc biệt kèm theo. Thì đối với những chương trình đó thì em sẽ báo ở trên kênh. Và những model đó thì có thể giảm rất là sâu. Còn như giá ngày hôm nay thì đã giảm hơn so với lại chương trình hôm trước rồi. Hôm trước là chạy chương trình khuyến mại và giá vẫn cao hơn giá hôm nay. Hôm nay thì chạy bảng giá mới là giá thay toàn bộ cho tất cả các hãng ấy. Thì bảng giá này em thấy là nó còn sâu hơn cả khuyến mại rồi. Một model nữa ở trong cái phân khúc này đó là model X85K. Nhiều khách hàng cũng hỏi model này. Thì X85K thì giá ngày hôm nay 55 inch thì sẽ là 18.800.000 mọi người nhé. 18.800.000. 65 inch thì hôm nay sẽ là 22.000.000 tròn, đúng không ạ? Hôm trước thì là 22.500.000, hôm nay 22.000.000 tròn, giảm được 500.000 này. Đó là dòng X85K. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phân khúc mà nhiều khách hàng quan tâm nhất, đó là phân khúc TV LED Full Array, đúng không ạ? Thì đối với Sony chúng ta có dòng X90K. X90K thì ngày hôm nay có model 65 giảm sâu hơn rất là nhiều. 65 inch hôm nay thì về giá thực sự là sốc thật. Ngày hôm nay giá sẽ làm tròn về mốc đặc biệt mọi người nhé. Số lượng thì nó không còn nhiều lắm, model 65 này nó còn khá là ít. Và giá ngày hôm nay thì 65 sẽ chạy về với giá là 23.900.000. Nó xin nhắc lại là 23.900.000 cho 65 X90K. Và số lượng không có nhiều đâu mọi người.
nó cũng còn rất là ít thôi. Vì video trước em nói rồi là cái model X90K này khi mà nó chạm về cái ngưỡng giá này ấy, là nó cũng sắp hết hàng rồi, nó không còn nhiều lắm. Còn 55X90K thì cũng giảm nhiệt hơn một chút, đúng không ạ? 55 thì hôm nay giá sẽ là 21.700.000, 21.700 cho 55X90K. Còn đối với model bên Samsung là dòng Q80B. Q80B ngày hôm nay giá cũng giảm nhiệt đi khá là nhiều này. Cụ thể là 55 inch Q80B thì ngày hôm nay giá chỉ còn có 18.600.000 thôi, 55 Q80B. Và 65 Q80B giá cũng sốc ngang như là model của bên Sony dòng X90K. Cụ thể là hôm nay thì sẽ là 24.300.000, nó đắt hơn khoảng 300 so với lại model đâu 24.300.000 là đắt hơn 400, đắt hơn 400 so với lại model X90K, đúng không ạ? Nhưng mà nếu là em thì em sẽ vẫn chọn X90K. Vì dù sao con chip của X90K thì xem nó khá là nét, và cũng như là cái độ chân thật hình ảnh khá là trong, cũng như là cái độ sai lệch màu. Hôm nào em sẽ đo thử cho mọi người cái bảng mã màu ở trên dòng Sony thì rõ ràng là cái độ sai lệch màu nó rất là ít, tức là cái màu sắc của video gốc như thế nào khi mà phát qua TV ấy, thì mình xem thấy nó vẫn là rất là thật. Đó là cái mà em rất là thích ở Sony. Nếu là em sẽ chọn dòng X90K. Nhưng mà giá thì tất nhiên là em vẫn thì tham khảo, vẫn thì cung cấp đủ. Tại vì có rất nhiều khách hàng thì họ lại có thể là hơi sợ Sony một tí, đúng không ạ? Thì lại thích sang Samsung. Đó thì model này là tương đương với X90K. Tiếp là sang phân khúc cuối cùng, một phân khúc cũng rất là hot. Phân khúc này thì em vẫn nhấn mạnh mãi về cái dòng QN85 và QN90. Thực sự là giá ngày hôm nay thì nó có điều chỉnh một chút cho model QN85, QN90. Tất nhiên rằng là đối với những khách hàng mà đã mua của ngày hôm qua hôm kia rồi thì cũng hết sức thông cảm. Tại vì rằng là cái chương trình này là bắt đầu từ sáng nay 6 giờ sáng thì bắt đầu mới thay đổi giá. Nên là một số khách hàng mà đã mua trước có thể bị đắt trước, đắt hơn vài trăm thì cũng phải thông cảm. Tại vì là giá cả thì nó thay đổi là chuyện đương nhiên rồi. Đó, thì mấy hôm trước thì rất nhiều, đúng không ạ? Em bán chắc là cũng phải đến hơn 30 mấy chiếc cả cái dòng QN85, QN90. Thì QN85 ngày hôm nay thì 55 inch giá sẽ là 55 QN85 này. Giá ngày hôm nay sẽ chạy về mức giá nó cũng xem nào. Hôm nay sẽ chạy về kịch kim được là 19 và tặng loa B550 mọi người nhé. 19 triệu tặng loa B550, nếu không lấy thì sẽ trừ 1 triệu. Thế là nó cũng bằng so với hôm trước, đúng không ạ? Tức là nó cũng bằng với một cái chương trình khuyến mại cách đây lâu lâu. Sau đó là nó lại lên 19.3, hôm nay thì lại về 19. Đó, thì tặng cái loa B550 thì hôm qua em review cái loa B550 rồi. Loa này thì chắc là ít khách hàng không lấy lắm, thường là sẽ lấy luôn, đúng không ạ? Và QN90A thì giá ngày hôm nay sẽ là 21.500, cũng tặng theo loa B550. Đó. Loa này thì được rồi. Đấy là QN90 dòng A này. Còn dòng B thì nó cao lắm, dòng B thì nó đắt hơn cả chục triệu cơ. Có lẽ rằng là mọi người cứ để thêm thời gian nữa hãy lựa chọn nhé. Và model rất là hot nữa của Sony mà dùng mini LED, nó giống như là dòng Neo QLED này của Samsung, đó là dòng X95K. X95K ngày hôm nay thì hạ nhiệt hơn khá là nhiều rồi. Cụ thể là đối với kích thước 65 inch X95K thì ngày hôm nay sẽ về với giá là 47.500.000 mọi người nhé. Giá rất đặc biệt đấy, 47.500 cho kích thước 65 X95K. Và 75 inch thì hôm nay giá sẽ chỉ còn là 63.800 thôi. 63.800. Lớn hẳn là 85 X95K. Giá hôm nay thì sẽ là 94.600.000, đúng không? Hôm trước là 96, đây là 94.600. Giá ở đây thì chưa bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt. Cái này em xin nhắc lại một lần nữa, không có nhiều khách hàng cứ hỏi là tại sao lại không có. Tại vì là nếu như em cộng vào sẵn giá TV cũng được thôi. Nhưng mà như vậy thì đối với những khách ở gần thì mình cộng vào mức khoảng, ví dụ giả sử như 500 chẳng hạn, hoặc là 1 triệu chẳng hạn, TV vận chuyển chẳng hạn, thì đối với khách ở gần thì rất là thiệt. Thì ở gần thì thường em chỉ cộng 200-300 nghìn thôi. Thế còn xa hơn thì tất nhiên là phải cộng 400-500, ví dụ vậy. Nó sẽ tùy theo khoảng cách, em nghĩ như vậy thì sẽ hợp lý hơn cho người mua. Và hơn nữa thì cái khả năng phục vụ của em thì nó cũng khá là hạn chế. Em chỉ phục vụ được gần thôi, còn xa thì rất là tiếc không đi được, đâm ra là em sẽ không cộng cả cái giá lắp đặt vào đây. Đó, mọi người thông cảm.
thì đây là một trong những bảng giá mới. Bảng giá này thì sẽ chạy xuyên suốt nhé. Em xin nhắc lại là chạy xuyên suốt từ giờ đến khi nào có thay giá mới, có bảng cập nhật mới thì em sẽ báo sau. Còn bây giờ thì sẽ chạy liên tục, không có sự thay đổi nào, không có cái chương trình nào can thiệp vào nữa, và cứ chạy như vậy thôi. Thế còn nếu như mà có chương trình thì em sẽ báo ngay. Vì vậy là rất là mong mọi người sẽ theo dõi kênh để chúng ta có thể cập nhật được giá liên tục. Nếu như mà có thay đổi giá mới các thứ thì mọi người sẽ thấy là em báo ngay trên kênh ngay. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.